Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình làm bánh bông lan cả nhà. Mình tập làm bánh bông lan, làm thử thôi. Bữa nay mình làm bằng nồi chiên không dầu nha cả nhà. Đây mình lúc mình làm á, thì mình không có quay, mình thành phẩm mình mới nhớ chực lên mình quay. Giờ mình quay thử cả nhà. Đây thấy người ta chỉ là sơm nó không dính là chín rồi đó, nhưng mà mình nướng thêm lần cho chắc ăn nè cả nhà ơi. Mình chỉnh nhiệt độ cũng thấp à, thấy nó vàng hơn rồi nè. Bây giờ lấy ra thôi, nhìn cũng đẹp đẹp nè đó, cả nhà thấy không? Nhìn nó cũng xốp lắm á cả nhà. Cả nhà mình có ai biết làm không, có biết ai biết làm bánh bông lan không? Mình làm cái này mình thấy cực nhất là lúc đánh lòng trắng trứng ha cả nhà. Rồi mời cả nhà thưởng thức nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn cả nhà ở video sau nha. Chào cả nhà.